Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với channel Phạm Duy Singer Vlog. Và video ngày hôm nay sẽ khác với video ngày hôm trước. Thì trên đây Phạm Duy là các dụng cụ đồ ngờ. Sau đây Phạm Duy sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa ống nước bồn rửa tay như thế nào ạ. Đây là cái bồn rửa tay nhà Phạm Duy nha, hiện tại nó đang rò rỉ. Và bây giờ Phạm Duy sẽ hướng dẫn các bạn cùng với Phạm Duy tìm hiểu nguyên nhân và sửa chữa nó. Thì thứ nhất, chúng ta cần những dụng cụ là thứ nhất là quýt, cái thứ hai là cái kim bấm, cái thứ ba là cái mà lớn nha mọi người. Và Phạm Duy có chuẩn bị trước một cái quan thì lo một chồng, và xin mời tất cả các bạn cùng theo dõi Phạm Duy. Đó, đây nha các bạn, hiện tại cái vòi nước nha Phạm Duy này nó đang dọn cho bạn thấy không? Đó. Mặc dù Phạm Duy đã khóa rất kỹ rồi nha. Phạm Duy khóa rất là kỹ rồi ạ. Đó. Đây là mở ra này. Các bạn thấy chị nước kẻ không? Bây giờ Phạm Duy đóng lại này. Đóng chặt rồi này. Đó, mà nó vẫn cứ nhiều nước này. Các bạn thấy không? Tình trạng này thì hiện tại anh em công nhân ở trọ ấy rất là lãng phí, bởi vì sao ở trọ thì nước khô nước là 10.000 một mét khối nước rồi, mà kể như thế này một ngày chắc anh chị sẽ tốn một mét khối nước đấy. Thì bây giờ mời các bạn cùng Phạm Duy tìm những nguyên nhân nó bị sao nhé. Các bạn thấy không, hiện tại cái trên công tắc này này đó không có cái gì để mình mở ra hết, thì cái này chính là cái bí ẩn đây. Các bạn dùng tay chạy cái nắp này nè. Đó, đây là cái nắp bao vừa nha. Phạm Duy chuẩn bị cái chục quýt này là để chi? Chúng ta mở cái con ốc này. Rồi, các bạn ra cái này xem. Các bạn thấy không? Cái này là cái nấm để chúng ta dặn á. Các bạn thấy bên trong không? Trong cái ren nó cũng đã bị mòn rồi. Cái này có lẽ là dùng quá lâu rồi. Tạm thời đặt đây. Và tiếp theo các bạn cùng Phạm Duy kiểm tra cái này nè. Này là cái cốt rồi, cái khóa quan trọng. Phạm Duy sẽ mở ra. Phía bên trong nó sẽ có một cái đai ốc lục giác 6 cạnh nha. Ta dùng mỏ lớn này. Xong. Đây chính là cái khóa bên trong chúng ta cần sửa. Các bạn nhìn thấy không? Cái ron này có lẽ dùng rất lâu rồi. Mình nghĩ đây còn phải 4 đến 5 rồi các bạn. Nó mòn lỉnh như thế này thì vô nước là đúng rồi. Cái này thì mình sửa cũng được. Nếu mà các bạn có một cái sợi dây thun cao su á, các bạn buộc vào bằng hớt miếng ron mà ép vào đây thôi. Nhờ hôm nay chúng ta không có cái ron đó thì Phạm Duy là mua một cái mới rồi. Mới này chúng ta sẽ thay nó. Cái này có bị dài hơn một xíu nhưng mà không sao. Cái này chỉ là cái tay nắm thôi nha mọi người, không ảnh hưởng gì hết. Thì lắp vào nha. Bây giờ các bạn biết vì sao mà chúng ta khóa không được không? Cái chiều của nó vẫn chưa tới á, bắt buộc các bạn phải siết thành một. Đó, những cái bằng siết chặt này, cái này các bạn khó qua này, khó qua nước mà xử lý. Đó, các bạn khó là được nè. Xong các bạn lắp lại bên này. Cái này nó bị mòn cái ren rồi nha mọi người, nó cũng ảnh hưởng rất là quan trọng đối với cái vòi nước chúng ta, nhưng tạm thời các bạn cũng có thể sử dụng được. Đó. Mở ra này. Đó, người ta. Giờ chúng ta khóa lại. Khóa chặt này. Các bạn xem. Được chưa? Và đã hết nước rồi nha mọi người.
Ok, hoặc đơn giản hay không. Và Phạm Vinh xin kết thúc video ở đây nhé. Chào tạm biệt. Các bạn nhớ nhấn nút like, đăng ký, ủng hộ kênh Phạm Vinh để Phạm Vinh có động lực ra những video thật hay, thật bổ ích gửi đến tất cả các bạn.